ăn chơi nè, cút, bạch tuộc, bánh bánh cuốn, ốc bu. Về quần áo nè, áo thun nữ 35.000. Đường xá cơ sở hạ tầng Quy Nhơn tốt quá, gì đi vòng vòng mình mới thấy được. Món ché, mực, một nắng, vân vân, quán ăn, quán nhậu. Xin đi chào anh chị và các bạn. Bây giờ thì một tí hình ảnh trên đường phố của thành phố Quy Nhơn. Sau đó thì chúng ta sẽ tới chợ đêm đi bộ. Video clip này gửi tới anh chị những hình ảnh mới nhất của thành phố Quy Nhơn, Bình Định anh chị ha, để anh chị cập nhật. Xin đi cảm thấy rất là ngạc nhiên, thành phố Quy Nhơn phát triển quá anh chị. Xin chia sẻ lại thì video clip này gồm có hai đoạn. Một đoạn là chúng ta ngồi trên xe để anh chị thấy đường phố về đêm của thành phố Quy Nhơn. Đoạn thứ hai là chúng ta sẽ đi vào chợ đêm và cái khu ẩm thực, khu ăn uống, khu ăn chơi của thành phố Quy Nhơn về đêm để anh chị cập nhật nha. Cơ sở hạ tầng ở Quy Nhơn cũng tốt anh ha, làm láng đèn đuốc xanh, nói chung là hệ thống cây xanh nhiều. Đối với Tuy Hòa, anh qua anh đi về thấy ngủ dân ngủ sớm, còn ở Quy Nhơn sao anh, ngủ sớm không, dân ngủ sớm không? Thì nó đỡ hơn. Đỡ hơn hả? Đỡ. Chứ thành phố Tuy Hòa ngủ sớm quá ha. Nhưng mà ở đây nó tùy theo khu, và mấy cái khu mà nó không có sầm uất như vậy. Nhưng mấy khu này nó thức khuya. Nói chung là khu ăn uống, khu vui chơi á thì thức khuya. Cái kiểu là nó cũng là cái nhà xây dựng này là chị là thích nói nhất trong nhà. Nhất trong nhà luôn. Thì nhất trong nhà. Đường phố anh chị thấy đèn thắp sáng, mấy bên trái là những cái dãy quán cà phê, quảng trường. Nếu vậy thấy đường phố như thế này, các dịch vụ mở ra là Quy Nhơn hồi sinh rồi đó. Sau 2 năm vất vưởng với lại dịch. Hiện tại là cái phố ngân hàng. Phố ngân hàng. Phố ngân hàng là nằm phía bên đây. Đó, phố ngân hàng. Một điều là em nhận xét là Quy Nhơn đó anh, thấy công viên nhiều ha. Công viên nhiều, rất là nhiều. Mà thấy an ninh sạch, an ninh sạch, không có bát nháo. Bây giờ thì khoảng 7 giờ anh chị ha, 7 giờ tối. Hàng quán, buôn bán, cốp mát, shop thời trang nhiều. Ráng KFC là xứng đáng để cho mấy Như ở lại. Đó, ba bắp karaoke. Đó, khu ăn chơi nè. Song song với đường đây là nó có karaoke bên kia. Karaoke bên kia nữa. Nhiều. Rồi, mình sẽ đi vào khu vực chợ đêm. Nhậu tới sáng luôn, quán nhậu tới sáng luôn đó. Rồi bây giờ thì
à, quán mà có cái slogan là nhậu tới sáng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chợ đêm anh chị ha, để coi bà con buôn bán như thế nào. Rồi bây giờ Sunny sẽ tiếp tục quay cái chợ đêm gửi anh chị và các bạn. Rồi mời anh chị, chúng ta sẽ đi vào cái khu vực chợ đêm Quy Nhơn anh chị ha. Buôn bán ba cái đồ ăn như là cốc hỏi, mía ghim, sinh tố, chanh muối xí muội, chanh tươi xí muội, chanh dây cam ép, vân vân và vân vân. Chợ đêm Quy Nhơn. Và cái khu vực chợ đêm, chợ hải sản, chợ đêm kìa. Đó, với cái logan là nhậu tới sáng, khu karaoke, karaoke quán bar nhiều lắm. Và chúng ta sẽ đi vào khu vực chợ đêm coi buôn bán gì anh chị. 16 giờ đến 23 giờ. Mía sinh tố, thơm, mía coi nướng, ốc, bún thịt nướng, chim cút, bạch tuộc, bánh bánh cuốn, ốc bu, chân gà, kính thưa các loại thức uống, thức ăn. Anh chị cứ tới thành phố Quy Nhơn, anh chị hỏi chợ đêm ở đâu thì họ sẽ rất là sẵn lòng giới thiệu anh chị, và chúng ta sẽ đi đến đây. Đây là cái khu vực bán đồ chơi, bán quần áo. Đây là một cái khoảng đất rất lớn của văn hóa lao động. Bán quần áo, mắt kiến, cái video clip này là cũng đơn giản thôi anh chị ha, cứ cầm camera để giới thiệu với anh chị về quần áo nè, áo thun nữ 35.000. Quần 35.000 đó, quần. Rồi bây giờ chúng ta lại đi tiếp nha. Nón kìa, nón đi biển là có cái nón này là hết ý luôn. Khu này cũng rất là vui anh chị. Đó, nguyên một cái dãy rộng lắm. Quần áo, giày dép giá rẻ bất ngờ, dầu thơm, mỹ phẩm, kẹo, bánh, đây, quần jean 220. Quần sọt 100.000. Một lát thì mình sẽ đi qua cái khu ẩm thực, nó nối liền với khu ẩm thực luôn. Giờ quần áo thì giá rẻ lắm anh chị.
chuẩn bị hình như kết thúc rồi, mình ra đường rồi đúng không? Kết thúc rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái khu ẩm thực. Anh Thụy, anh Thụy, anh Huy. Đó rồi, chào. Rồi. À, mình là khách du lịch xuất Quy Nhơn, sắp lần đầu tiên. Đúng rồi, anh Huy. Anh Huy rất là dễ thương. À, anh ngoài ra cũng còn anh Thụy nữa. Cũng rất là dễ thương. Được. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái khu ẩm thực. Ha. Hỏi em coi khu ẩm thực, chợ ẩm thực ở đâu ta? Bảo. Rồi chúng ta sẽ chia tay với cái khu vực chợ ha. Đi quyên. À vòng lại xong mình đi đâu nữa? À rồi. Rồi đó. Mình đi một vòng nữa anh chị ha. Con chào con. Tranh thủ với sợ. Tranh thủ luôn. Không biết như thế nào là người Nguyên Nhân họ rất là thân thiện anh chị. À, rất là thân thiện. Kính 35.000, không biết đeo vô thì như thế nào đây. Giày dép. Người đi vào bắt đầu cũng đông rồi anh chị. Mời anh chị đi cùng với Sunny, giống như là mình đi du lịch với Sunny vậy đó, mỹ phẩm. Kẹp giá rẻ bất ngờ, kẹp móc khóa vân vân, đồng giá 10.000 một món, ba cái kẹp điện thoại. Bây giờ thì mình sẽ đi ra phía trước và kết thúc cái chợ đêm này để anh chị hình dung chợ đêm vào buổi tối của thành phố Quy Nhơn, ngay trung tâm luôn. Rồi chúng ta khép một vòng rồi anh chị. Rồi bây giờ thì xin đi tạm tắt để chúng ta nối tiếp cái video này qua cái khu ẩm thực anh chị ha. Và bây giờ chúng ta rời chợ đêm, Sunny sẽ tản bộ để chúng ta đi tới cái phố ẩm thực nha anh chị của thành phố Quy Nhơn. Trước mặt chúng ta đó là những cái dãy quán nhậu karaoke. Đây có thể nói là một cái khu ăn chơi về đêm của thành phố Quy Nhơn. Quy Nhơn thay đổi cũng rất là nhiều anh chị. Trên dọc cái tuyến đường này thì nó có nhiều cái lề đường công viên. Và cũng ngoài quán nhậu thì có những cái bán vỉa hè như thế này. Sim que
Rồi mình đi nha anh chị ha. À, bên kia là sứ quận. Covid đã qua rồi à. Cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng mà một điều cũng rất là hay, đi đâu thì ai cũng đeo khẩu trang. Rồi bây giờ mình sẽ đi con đường chính. Đi bộ thì hồi nãy đi xe, bây giờ mình đi bộ anh chị. Đường xá, cơ sở hạ tầng Quy Nhơn tốt quá anh chị. Đi vòng vòng mình mới thấy được. À, bên kia là nguyên một cái dãy quán cà phê chạy dài trên con đường đó anh chị. Còn chợ đêm là cái hướng đằng kia xa xa cái, qua cái công viên thì có cái khu vực chợ đêm. Rồi, qua bên đây là bắt đầu là đến cái khu vực ăn uống, ăn chơi, quán cà phê, GDP, food court, vân vân. Còn con đường này chuyên về cà phê nè anh chị. Không khí buổi tối có vẻ mát. Ở đây là gần biển mà. Mình đi thẳng là mình tới biển rồi. Highland Coffee. Đây là con đường Nguyễn Huệ anh chị ha. Đây là rất là nhiều khách sạn, đặc biệt là ở ngoài con đường biển, khách sạn nhiều lắm. Bên kia là nhà hàng Trọng Tính. À,
sản, à, đặc sản đó. À, mai Sunny sẽ ghé một cái địa điểm bán những cái món đặc sản của Quy Nhơn để gửi chị nha. À, không biết đường phố thì anh chị nhận xét có gì cho một cái comment, nó có sạch sẽ hay không. Nhưng mà riêng Sunny nhận xét thì đường phố rất là sạch anh chị. Địa điểm massage, food massage. Nhìn thấy những cái hình ảnh này thì Sunny cảm thấy rất là vui trong lòng, những cái tín hiệu hồi sinh đó. Chiếc xe điện này chiều Sunny hỏi là 250.000 một xe nha anh chị ha, một xe. Thì những anh tài xế sẽ chở chúng ta đi vòng vòng những con đường chính, xe điện đó, xe đường Quy Nhơn. Các em lẩu kem, kem bơ đó, chiếc xe cái hình dáng anh chị thấy không, xe điện đó, cái hình dáng đó. Và chúng ta sẽ đi vào con đường Ngô Văn Sở, hướng kia là hướng biển anh chị, Ngô Văn Sở nè, đây rất là gần biển. Rồi chúng ta sẽ đi vào một con đường ẩm thực, rất là nhiều món ché, mực, mực nắng, vân vân, quán ăn, quán nhậu, bán mực nè, bán ché nè. Đặc sản Bình Định. Bánh xèo Bình Định nè. Đó. Có trứng. Bánh xèo. Đó. Đây. Ở đây nữa là gì? Dài dài vô bên trong đây. Bánh xèo. Bánh xèo ở đây thì rất là nhỏ. Ăn uống. Bánh canh, cháo gà, bò kho, phở. Đây là bán những cái món đặc sản nè, khô ché nè. Ché. Thịt nướng, trái cây, ché bó trong con rôm, ăn rất là ngon, cho thêm tí tỏi nữa, tí ớt, lát ớt nữa, ăn ngon lắm. Bán những cái khay hải sản nè, ngon không? Kính thưa các loại ốc, mực. Đây là cái chợ, xa xa có cái chữ, đi thẳng là biển. Ẩm thực Quy Nhơn. Ở đây là hệ thống khách sạn. Khách sạn rất là nhiều. Ở đây thì không cho những cái xe chạy vào đây. Mực nướng, ốc. Giờ Sunny sẽ lựa một cái địa điểm nào đó ngồi nhâm nhi ăn những món hải sản của Quy Nhơn. Ra Quy Nhơn phải ăn hải sản. Đây là con đường khách sạn rất là đông, rất là nhiều.
hải sản khô. Rồi Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip này gửi anh chị và các bạn khu phố ẩm thực Quy Nhơn và chợ đêm Quy Nhơn để gửi anh chị nha. Rồi thân ái mến chào, hẹn gặp lại anh chị trong những clip sau. Cảm ơn anh chị cũng rất là nhiều, hẹn gặp lại trong những cái video sau nha anh chị ha. Và bye bye anh chị, hẹn gặp lại. Bye bye, bye bye khu phố ẩm thực. Thôi sao được rồi.